Bản tin trưa nay gồm những sự kiện sau. Đức chuyển xe chiến đấu bộ binh Marder sang Ukraine. Ông Putin đe dọa tấn công nhà máy điện hạt nhân Ukraine. PACE công nhận Nga là một chế độ độc tài. Hoa Kỳ yêu cầu điều tra vụ Stalin ngắt kết nối gần Crimea. Hiệp ước hòa bình Đài Loan với Trung Quốc không khả thi. Tân Thủ tướng Thái Lan thông báo phát 16 tỷ đô la Mỹ cho dân. Rượu vang chảy như suối trên đường phố Bồ Đào Nha. Biển mất dần những người kể nghìn lễ một đêm. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ tư ngày 13 tháng 9. Y Ngọc kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chính phủ Đức đã ủy quyền cho tập đoàn Rheinmetall cung cấp thêm một số xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine. Thông báo được công bố trên trang web chính thức của công ty. Nó liên quan đến 40 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 bổ sung do đơn đặt hàng này tổng số xe Marder được Rheinmetall cung cấp cho Ukraine đã lên tới 80 chiếc. Công ty cũng đang bàn giao những chiếc Marder 1A3 IFV trước đây được quân đội Đức sử dụng. Những chiếc này đang được sửa chữa lớn để tiếp tục phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Vào mùa xuân năm ngoái, Rheinmetall đã khởi xướng một cuộc đại tu lớn đối với loại xe Marder để chuyển giao sang Ukraine. Lô hàng đầu tiên bao gồm 20 xe chuyển đến Ukraine vào hồi tháng 3 năm nay. Ngoài ra, công ty Rheinmetall đã chuyển giao một bệnh viện giả chiến di động cho Ukraine. Chi phí của nó cùng với khoản thanh toán cho việc đào tạo bác sĩ Ukraine là khoảng 9 triệu euro. Bệnh viện giả chiến hiện đại này có 32 giường, trong đó có 8 giường chăm sóc đặc biệt. Khu phức hợp bao gồm một phòng phẫu thuật với thiết bị khử trùng, chụp x-quang và chụp các lớp vi tính, phòng thí nghiệm, nhà thuốc và cơ quan hành chính. Bệnh viện đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ y tế của NATO. Rheinmetall cũng cung cấp cho Ukraine những phương tiện cần thiết. Tổng cộng có 10 xe tải rơ đã vận chuyển 20 container đến nơi. Chuyển sang các thông tin về chiến sự. Vào rạng sáng nay, các phóng viên Nga ghi nhận đã có những tiếng nổ và cháy ở gần tháp truyền hình Ostankino ở Moscow. Theo ghi nhận sơ bộ, có thể UAV cảm tử đã đánh trúng khu vực này gây nên hỏa hoạn. phía chính phủ Nga chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Ngoài ra trên lãnh thổ tạm chiếm tại Ukraine, xưởng sửa chữa tàu của hạm đội biển đen của Liên bang Nga ở vịnh phía nam Sevastopol cũng ghi nhận có bốc cháy dữ dội. Những chớp lửa lóe lên kèm theo những tiếng nổ mạnh và khói đen bốc cao có thể thấy rõ từ phía xa. Người ta cho rằng vụ nổ được thực hiện vào rạng sáng hôm nay. Còn trên mặt trận tiền phương, xuất hiện tiếp một video cho thấy chiếc xe tăng của Anh Quốc là chiếc Challenger 2 bị bắn cháy và hư hỏng. Theo hãng tin Nga Ria Novosti dẫn lời của ông Vladimir Rogov, lãnh đạo một tổ chức dân sự địa phương ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát cho biết, phương tiện này đã không thể hoạt động sau khi trúng một quả tên lửa chống tăng Cornet của lính dù Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, nước này đã gửi 14 chiếc xe tăng loại này sang Ukraine và chưa có ý định gửi thêm. Ông cũng xác nhận chiếc xe tăng bị cháy trên video là của Anh Quốc viện trợ cho Ukraine. Ở chiều ngược lại, phía Ukraine cho biết họ vừa chiếm được một xe tăng T-90 ProRif hiện đại của Nga, hầu như là còn nguyên. Nhà báo quân sự Ukraine Butusov cho biết, xe tăng Nga có thể đã bị bắn hạ bởi người điều khiển xe bọc thép BMP Bradley của Hoa Kỳ, hoặc là bằng súng chống tăng vác vai ATGM thông thường. Hỏa tiễn đã bắn trúng điểm dễ bị tổn thương trên tháp pháo của xe tăng, làm thủng một lỗ trên lớp giáp làm chỉ huy Nga thiệt mạng. Tuy nhiên, chiếc T-90 này không bị cháy và có thể sửa chữa. Ông Butusov cũng đã miêu tả cách quân đội Ukraine thuộc tiểu đoàn tấn công Skala thu giữ và kéo xe tăng T-90M Progrip về hậu phương. Cũng trong một diễn biến liên quan, Nga thông báo rằng đã phá hủy một chiếc xe tăng Abram M1 của Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine. Đây là bài đăng của Nga về tổn thất của Ukraine ở Bakhmut. Trên thực tế, loại tăng này chưa xuất hiện tại chiến trường Ukraine và vẫn đang trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine làm quen với nó. Trong thông tin mà Nga đăng tải, chiếc Abram M1 bị cháy rụi và hư hỏng cạnh lề đường. Trên thực tế, đó là chiếc xe trên chiến trường Trung Đông trước đây mà tấm biển chỉ đường đã bị thiết kế thêm lá cờ Ukraine lên đó để cho tăng phần thời sự. Tuy nhiên, người thiết kế lại vô tình không xóa dòng chữ Arab ở bên cạnh, khiến cho chiếc xe tăng Abram bị bắn cháy đã lộ ra sự dối trá của truyền thông nhà nước Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok đã công khai đe dọa Ukraine sẽ tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Theo kênh Telegram Ukraine 365 đưa tin, ông Putin đã kể một câu chuyện tại diễn đàn. Trong một cuộc đụng độ trên lãnh thổ Nga, FSB đã bắt được những kẻ phá hoại Ukraine. Nhiệm vụ của họ là gây thiệt hại cho một trong những nhà máy điện hạt nhân của chúng tôi, cho nổ các đường dây điện nhằm làm gián đoạn hoạt động của nhà máy điện. Đồng thời, trong quá trình thẩm vấn, họ cho thấy mình được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của cố vấn người Anh. Họ đang kích động chúng tôi làm gì để đáp trả các cơ sở hạt nhân và nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Đồng thời, ông cũng cho rằng cho đến nay, trong cuộc phản công, Ukraine đã mất 543 xe tăng và khoảng 18.000 chiếc xe bọc thép. Phía Ukraine cho biết đây là những lời nói dối hoang đường. Ở chiều ngược lại, ông Dmitry Medvedev Trước đây đã đe dọa tấn công ba nhà máy điện hạt nhân và cơ sở hạt nhân của Ukraine ở tại Đông Âu. Thưa quý vị, Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu, PACE, về các vấn đề pháp lý và nhân quyền đã bày tỏ quan ngại về tính hợp pháp của các sửa đổi hiến pháp Nga cho phép tổng thống Nga Putin tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036. PACE đang nói về những sửa đổi đối với hiến pháp Nga vào tháng 7 năm 2020. Những thay đổi được thực hiện đã loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, cho phép ông Putin tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036 khi ông 83 tuổi. Quyền lực áp đảo của tổng thống, xuất phát từ nhiều nhiệm kỳ liên tục, kết hợp với việc thiếu bất kỳ sự kiểm soát và cân bằng nào, ví dụ như một quốc hội mạnh mẽ hay một cơ quan tư pháp độc lập, hoặc truyền thông tự do và một xã hội dân sự sôi động, đã biến Liên bang Nga trên thực tế thành một quốc gia có chế độ độc tài các nghị sĩ cho biết. Sự xâm lược của Nga ở tại Ukraine và hậu quả của nó chứng tỏ rằng các chế độ độc tài tạo thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước láng giềng. Do đó, nền dân chủ được khôi phục ở Nga sẽ quan trọng và có lợi trước hết cho người dân Nga cũng như cho châu Âu và toàn thế giới, ủy ban kết luận. Thưa quý vị, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ điều tra trường hợp mất liên lạc vệ tinh Starlink gần Crimea, làm gián đoạn cuộc tấn công của Ukraine vào hạm đội Nga. Yêu cầu này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ mới đây đưa tin rằng, vào năm ngoái, ông Elon Musk đã chặn Ukraine truy cập Starlink để chuyển hướng cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến Nga đóng tại các căn cứ ở Crimea bị chiếm đóng tạm thời. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố, quốc hội cần điều tra những gì đã xảy ra ở đó, và liệu chúng ta có đủ công cụ để bảo đảm chính sách đối ngoại được thực hiện bởi chính phủ, chứ không phải bởi một tỷ phú hay không. Warren, là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết bà cũng muốn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xem xét lại mối quan hệ với công ty của ông Elon Musk. Ông Jack Reed, đảng viên đảng Dân Chủ Rhode Island và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ cũng bày tỏ rằng ông lo ngại về vấn đề này vì chính phủ các quốc gia có truyền thống kiểm soát vệ tinh, và tổng thống là người quyết định phải làm gì với chúng. Phản ứng trước thông tin này, ông Musk sau đó khẳng định ông không ra lệnh cho các chuyên gia của mình tắt mạng vệ tinh Starlink ở gần Crimea, nhưng bác bỏ yêu cầu kích hoạt mạng lưới vệ tinh Starlink ở khu vực này của Ukraine. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, Phó tổng thống của Đài Loan, ông Lại Thành Đức người đang tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ là DPP, vừa qua đã từ chối đề xuất kế hoạch hòa bình của người sáng lập Foxconn là ông Quách Đại Minh. Ông cho rằng kế hoạch hòa bình là không thể tồn tại cùng với Trung Quốc. Ông lại thanh đức ám chỉ đến thỏa thuận 17 điểm được ký kết giữa Trung Quốc và Tây Tạng vào năm 1951, bao gồm các cam kết Bắc Kinh sẽ không thay đổi hệ thống chính trị hiện có ở Tây Tạng. Đức đặt Lai Lạt Ma vào năm 1959 đã bác bỏ thỏa thuận được ký kết dưới sự ép buộc và sau này Trung Quốc cũng đã không tôn trọng cam kết này. Trung Quốc cũng làm sói mòn quyền tự trị của Hồng Kông thông qua luật an ninh quốc gia áp đặt vào năm 2020 dù năm 1997 Bắc Kinh đã hứa là sẽ duy trì nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Ông Lại Thanh Đức cho biết thêm, hòa bình không thể có chủ quyền là hòa bình giả tạo nếu hòa bình không có chủ quyền có thể dẫn đến hòa bình, thì Hồng Kông và Macau đã không khốn khổ đến như vậy. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc chủ nghĩa Cộng sản sử dụng chiến tranh như một mối đe dọa để bầu ra chế độ mà họ mong muốn, ông nhấn mạnh. Thưa quý vị, chính phủ của tân thủ tướng Srettha sẽ phát 560 tỷ bạt, tương đương 16 tỷ đô la Mỹ, vào ví điện tử cho người Thái Lan để kích thích tiêu dùng. Theo quyết định này, mỗi công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên sẽ nhận được 10.000 baht, tức là khoảng hơn 280 đô la Mỹ qua ví điện tử để chi tiêu cho những hàng hóa, dịch vụ nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể. Tân thủ tướng Srettha Thakvisin vào ngày 11 tháng 9 đã thông báo trước quốc hội của Thái Lan. Tổng số tiền 560 tỷ baht sẽ được chi trong 6 tháng, sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thuế bổ sung mà không cần vay mới. Ông Srettha cho hay, đây là một trong những chính sách nhằm phục hồi nền kinh tế trì trệ, được Thủ tướng Srettha coi là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo ông, kế hoạch sẽ được bảo đảm để phân phối dòng tiền đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, kỳ vọng đóng vai trò kích hoạt, đánh thức nền kinh tế Thái Lan. Các quan chức cho rằng, hiệu ứng về nền kinh tế có thể gấp 4 lần số tiền được phát, nâng mức tăng trưởng kinh tế trong năm lên 5% từ mức dự báo 2,8% trong năm nay. Việc thiết lập hệ thống tiền kỹ thuật số để thực hiện chương trình này cũng có thể tạo ra những tác động nhất định đến thị trường. Thưa quý vị, hai bồn chứa rượu vang của nhà máy Levira ở Sao Lorenco de Bairro, vùng Anadia, miền Tây của Bồ Đào Nha đã bị vỡ vào hôm 10 tháng 9, tạo thành dòng thác màu đỏ khổng lồ chảy từ ngọn đồi dốc xuống các đường phố ở thị trấn 2.000 dân. Nhà máy cho biết 2,2 triệu lít rượu vang đã thất thoát khi bồn chứa của nhà máy bị vỡ. Sự cố không gây thương tích hay thiệt hại vật chất cho người dân trong thị trấn, nhưng lực lượng cứu hỏa Anadia đã phải nỗ lực để chuyển hướng dòng chảy đến một cánh đồng để ngăn rượu vang tràn xuống dòng sông Centima gần đó. Lượng rượu vang bị rò dỉ lớn đến mức có thể lấp đầy một bể bơi Olympic. Nhà máy Levera đã xin lỗi về sự cố và cho biết sẽ xử lý thiệt hại. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí liên quan việc dọn dẹp và sửa chữa. Chúng tôi cam kết giải quyết tình trạng này càng nhanh càng tốt. Tuyên bố của nhà máy cho biết, Levira cho biết đất ngấm rượu sẽ được đưa đến nhà máy để xử lý đặc biệt. Hiện chưa rõ nguyên nhân hai bồn chứa rượu vang của nhà máy Levira bị vỡ. Thưa quý vị, hikayat hay truyền thống kể chuyện cổ xưa được lưu truyền theo thời gian qua những người kể chuyện truyền thống này dần bị mai một khi du khách ngày nay dành phần lớn thời gian để chụp ảnh sống ảo hoặc hầu như chỉ cưỡi ngựa xem hoa khi khám phá điểm đến. Thời của chúng tôi đã hết. Ergubi, người kể chuyện rong trên quảng trường el Enfna tại Marrakech nói sau khi châm một điếu thuốc. Trước đây ở quảng trường el Enfna, du khách dễ dàng bắt gặp những người kể những câu chuyện cổ tích, thần thoại hay lịch sử một đám đông vây quanh hứng thú trong yên tĩnh lắng nghe những câu chuyện thường được kể nhiều nhất là các tác phẩm trong nghìn lẻ một đêm kể chuyện truyền khẩu ở maroc từ xa xưa được coi là một cách giải trí cũng là hình thức để người lớn dạy dỗ cho con cháu việc này diễn ra trong không gian thân mật gần gũi và giản dị dù tại quảng trường hay tại quán cà phê người nghe đều tụ tập xung quanh người kể chuyện để nắm bắt từng lời nói và cử chỉ marrakesh là điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Maroc. Theo đài AFP, 6 tháng đầu năm có khoảng 6,5 triệu lượt du khách đến Maroc, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng Marrakech thu hút hơn 4,3 triệu lượt. Nhưng Ergubi, nghệ nhân kỳ cựu có giấy chứng nhận của chính phủ, nói không còn ai ngồi nghe chuyện tôi kể ở quảng trường. Hania Zerui, phụ trách bảo tàng di sản văn hóa phi vật thể Marrakech cho biết chỉ còn lại 7 người kể chuyện truyền thống trước công chúng thế hệ cũ và tất cả đều gần 80 tuổi. Trước dịch Covid, du khách có thể tìm thấy hơn 10 người ngồi kể chuyện trên quảng trường. Erhubi cho biết chính quyền đã hứa hẹn xây dựng một sân khấu nhỏ ở nơi tránh xa tiếng ồn để những người kể chuyện có thể kể câu chuyện của mình. Nhưng giới trẻ ngày nay không còn kể chuyện ở quảng trường. Họ đến các quán cà phê, khách sạn vì được nhiều tiền hơn. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa nay đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Một lần nữa, Yên Ngọc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.